Các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình học tiếng Anh giao tiếp, một chương trình dạy tiếng Anh trên đài truyền hình nhằm giúp các bạn tăng cường các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, đặc biệt là các kỹ năng nghe và nói, listening and speaking skills. Khi kết thúc bài học trước, An vô cùng hồi hộp và vui mừng vì Steve biết nơi David, em trai của cô, đang làm. Xin mời các bạn xem lại trích đoạn phim bài trước và ôn lại cách nói gián tiếp trong tiếng Anh. This is your brother. Yes. I know this man. You know him? I'm sure it's him. This is the man who works at the store where I buy fruit. Oh, I knew it was him. We must go there now. Hold on. It's 10 o'clock at night. The market's closed. I need another look. How long since you've seen him? 2 years. It's him. I'm sure it's him. What's going on? Steve says he knows my brother. What? Oh, I think so. He says David's working at the market. That's right. My brother sells fruit for a living. Steve, are you sure? Yes. Anne thinks she saw him. Well, the markets are open tomorrow. Let's find out. I can't believe it. David working at the market. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng Anne, Sarah và Steve đến khu cửa hàng bán hoa quả. Fruit store. Liệu An có gặp em trai của mình ở đó không? Xin mời các bạn theo dõi phim. Chúng ta cũng sẽ ôn lại cách chỉ đường bằng tiếng Anh. Trước hết xin mời các bạn theo dõi các câu sau và xác định xem câu nào thể hiện ý chính cho đoạn phim ngày hôm nay. 1. David does work at that fruit store. 2. The fruit seller knows where David lives. 3. John Barber is also looking for David. 4. Anne is going to find David soon. Xin mời các bạn theo dõi phim. He's not here. Give me the photo, I'll ask. Excuse me, this way. We're looking for this man. He works here, doesn't he? Who wants to know? This is his sister. She's been looking for him. I don't know anything about her sister. He never mentioned his sister. But it is him, isn't it? Please say it's him. Very well. This does look like our day, though. I reckon it's similar. Thank you. So where is he? Look, I don't know, mate. He rang yesterday and he said he wanted a couple of days off. I said okay. He's usually pretty good. Do you know where it is? We'll go there straight away. Straight ahead? Yes. No, I left at the next light. How far is it? Not far. Keep going along this road until you get to a roundabout. What's that? It's close. Không biết là anh chàng thám tử John sẽ tìm ra David trước hay Anne và các bạn của cô sẽ tìm ra cậu ta trước. Theo các bạn thì tại sao cảnh sát lại đuổi theo xe của Steve? Và người thanh niên ở bến xe buýt có phải là David không? Quay trở lại với bài luyện, các bạn đã xác định được nội dung chính của đoạn phim ngày hôm nay chưa? Chúng ta cùng phân tích. 1. David does work at that fruit store. 2. The fruit seller knows where David lives. 3. John Barber is also looking for David. 4. Anne is going to find her brother soon. Các bạn thấy là cả bốn thông tin trong bài đều đúng. Người làm việc ở cửa hàng bán hoa quả đó
đúng là người trong ảnh, David. Người bán hàng ở đó cũng biết địa chỉ nơi David và đưa cho An và mọi người tìm nhà của cậu. Thám tử John thì vẫn miệt mài đi tìm David khắp nơi theo cách của riêng mình. Và đúng là An sẽ sớm tìm được cậu em trai của mình. Xin mời các bạn theo dõi lại phim. He's not here. Give me the photo, I'll ask. Excuse me, this way. We're looking for this man. He works here, doesn't he? Who wants to know? It's his sister. She's been looking for him. I don't know anything about a sister. He never mentioned a sister. It is him, isn't it? Please say it's him. Yeah, he will. This does look like our day, though. Look, it's him, yeah? So where is he? Look, I don't know, mate. He rang yesterday and he said he wanted a couple of days off. I said, okay. He's usually pretty good. Do you know where he lives? We'll go there straight away. I left at the next light. How far is it? Not far. Keep going along this road until you get to a roundabout. Các bạn thân mến, với một chiếc đoạn phim nhiều tình tiết như trong bài ngày hôm nay, việc lựa chọn nội dung chính sẽ khó hơn một chút. Ngoài việc phải tập trung nghe rõ các nhân vật nói gì, chúng ta phải phán đoán, phân tích để xác định xem tình tiết nào là tình tiết quan trọng nhất. Theo tôi thì câu số 4 trong các câu trên, tức là An sắp sửa tìm thấy em trai mình, là tình tiết quan trọng nhất trong bài ngày hôm nay. Một phần là vì nó tổng hợp những gì đã diễn ra, đồng thời nó cũng là tình tiết mở đầu cho những gì sẽ diễn ra trong phần tiếp theo. Sau đây xin mời các bạn theo dõi lại phim và tiếp tục luận nghe với bài luận Ai nói gì? Who said what? Steve, the fruit seller, Sarah, or Anne? He works here, doesn't he? So where's he? He's usually pretty good. We'll go there straight away. How far is it? Chúng tôi đã giới thiệu loại hình bài tập này trong một số bài trước. Xin mời các bạn theo dõi kỹ và xác định xem ai trong số 4 người là Steve, The Food Seller, Sarah và An nói các câu ở cổ bên trái của bảng. He's not here. Give me the photo, I'll ask. Excuse me, this way. We're looking for this man. He works here, doesn't he? Who wants to know? It's his sister. She's been looking for him. I don't know anything about a sister. He never mentioned a sister. It is him, isn't it? Please say it's him. Yeah, he will. This does look like our day, though. Look, it's him, yeah? So where is he? Look, I don't know, mate. He rang yesterday and he said he wanted a couple of days off. I said, okay. He's usually pretty good. Do you know where he lives? We'll go there straight away.
Straight ahead? Yes. No, left at the next light. How far is it? Not far. Keep going along this road until you get to a roundabout. Trong đoạn phim ngày hôm nay, người bán hoa quả sử dụng một số từ và cách nói thông tục, colloquial language. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách nói này trong phần sau của bài. Còn bây giờ xin mời các bạn theo dõi lại trích đoạn phim và kiểm tra đáp án của mình. First mate, we're looking for this man. He works here, doesn't he? Who wants to know? It's his sister. She's been looking for him. I don't know anything about a sister. He never mentioned a sister. It is him, isn't it? Please say it's him. Yeah, well, this does look like our day, though. I reckon it's similar. Thank you. So where is he? Look, I don't know. Mate, he rang yesterday and he said he wanted a couple of days off. I said, okay. He's usually pretty good. Do you know where it is? Just a little bit. We'll go there straight away. Straight ahead? Yes. No, left at the next light. How far is it? Not far. Keep going along this road until you get to a roundabout. Chúng ta tiếp tục lượn nghe và tóm tắt lại nội dung của đoạn phim ngày hôm nay. Như trong một số bài học gần đây, xin mời các bạn theo dõi lại phim và điền vào chỗ trống trong bản tóm tắt của phim ngày hôm nay. When they get to the market, David is at the food stall. The food seller says the man in the is David. The food seller gives them the where David lives. They there, but are followed by a... Chắc các bạn cũng đoán được từ they trong đoạn này nhắc tới ba người là Ann, Steve và Sarah. Mời các bạn theo dõi lại phim và điền vào chỗ trống trong đoạn trên. Mỗi chỗ trống chỉ điền một từ. Excuse me? Yes, mate. We're looking for this man. He works here, doesn't he? Who wants to know? It's his sister. She's been looking for him. I don't know anything about a sister. He never mentioned a sister. But it is him, isn't it? Please say it's him. Yeah, well, this does look like our day, though. I reckon it's similar. Thank you. So where is he? Look, I don't know, mate. He rang yesterday and he said he wanted a couple of days off. I said, okay. He's usually pretty good. Do you know where it is? Just a little bit. We'll go there straight away. Straight ahead? Yes. No, left at the next light. How far is it? Not far. Keep going along this road until you get to a roundabout. Sau đây xin mời các bạn theo dõi lại và so sánh những từ mình đã điền được với đáp án của chương trình. He's not here. Give me the photo, I'll ask. Excuse me? Yes, mate. We're looking for this man. He works here, doesn't he? Who wants to know? It's his sister. She's been looking for him. I don't know anything about a sister. He never mentioned a sister. But it is him, isn't it? Please say it's him. Yeah, well, this does look like our day, though. I reckon it's similar. Thank you. So where is he? Look, I don't know, mate. He rang yesterday and he said he wanted a couple of days off. I said, okay. He's usually pretty good. Do you know where it is? Just a little bit. We'll go there straight away.
left at the next light. How far is it? Not far. Keep going along this road until you get to a roundabout. Các bạn có điền được hết những thông tin giống như gợi ý ở trên không? Như chúng tôi đã giới thiệu ở trên, bài tập này không chỉ giúp các bạn tăng cường khả năng nghe hiểu, mà còn giúp các bạn sử dụng vốn từ tiếng Anh các bạn đã có. Ví dụ trong đoạn phim vừa rồi, các bạn có thể không biết từ cuối cùng trong câu nói của Steve, đó là It's a corpse. Cop là từ lóng chỉ cảnh sát, police. Tuy nhiên chắc nhiều bạn đã biết từ policeman và sử dụng từ này để điền vào chỗ trống cuối cùng. Tương tự như vậy, trong các chỗ trống ở trước đó, các bạn có thể không nghe thấy các nhân vật nói các từ như photo, picture, address, place, drive. Nhưng từ những gì các nhân vật nói và làm, chắc các bạn điền được vào các chỗ trống ở trên và có đó luyện sử dụng được vốn từ mà các bạn đã có. Chúng ta cùng phân tích một số câu nói thú vị trong phim ngày hôm nay. Các bạn có nhớ người bán hàng nói gì khi David đến hỏi không? Excuse me, yes, ma'am. Người bán hàng dùng từ mate trong câu trả lời của mình. Người Australia rất hay dùng từ này khi chào hỏi nhau. Ví dụ khi gặp nhau, người Australia hay dùng một câu chào sau để thể hiện sự thân mật, kể cả với những người mới gặp lần đầu tiên. Good day, mate. Điều này chắc là khác so với những gì mà chúng ta đọc trong sách, đúng không? Tức là khi gặp nhau lần đầu tiên thì chúng ta phải chào những câu như How do you do? Hoặc là How are you? Tuy nhiên là chúng ta chỉ nên dùng những câu chào thân mật như Good day, mate trong các tình huống giao tiếp không mang tính nghi thức, informal. Còn trong các tình huống giao tiếp nghi thức thì tốt nhất là chúng ta vẫn nên tuân thủ theo các quy tắc xã giao thông thường và chào bằng các câu ví dụ như How do you do? How are you? Xin mời các bạn theo dõi phần tiếp theo khi An hỏi người bán hàng là người trong ảnh có phải là người bán hàng cùng với anh ta không? Tức là có phải là David không? Did he hear me, Philip? Please say it to him. This doesn't work out, David. Looking similar. Trong câu nói của mình, người bán hàng đã nhấn mạnh người trong ảnh đúng là David mà anh làm cùng. Anh sử dụng cấu trúc câu nhấn mạnh với động từ This does look like our David. Thực ra thì anh không dùng tên thường gọi của David mà dùng tên thân mật là Dove. Xin mời các bạn theo dõi lại. Did he hear me, Philip? Please say it to him. This doesn't work out, David. Looking similar. Các bạn có nhớ khi An hỏi có biết nơi David ở không? Người bán hàng đã nói gì không? Chúng ta cùng theo dõi lại đoạn này. Nhóm động từ thành ngữ hang on có nghĩa là đợi một lát. Tuy nhiên câu sau đó có vẻ như không phải là tiếng Anh nhỉ? Chúng ta cùng theo dõi lại. Đây cũng lại là một cách nói thông dụng của người Australia. Thay vì nói my book thì người bán hàng lại dùng me book. Cấu trúc này có vẻ hơi lạ về mặt ngữ pháp, nhưng về mặt giao tiếp thì chắc là không có vấn đề gì cả, đúng không? Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần luận nói. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ ôn lại cách chỉ đường bằng tiếng Anh. Trước hết, xin mời các bạn theo dõi lại trích đoạn phim bài số 4 khi An hỏi đường đến văn phòng của thám tử John Barber. Excuse me. Yes. Could you tell me how to get to Mitchell Street? Yes, you're going the wrong way. You need to go straight along here, past the silver balls, turn left, and that's the second on the right, opposite the town hall. Thank you very much. You're welcome. Chắc các bạn cũng đã nhớ lại một số nhóm từ và cấu trúc câu dùng khi chỉ đường như go straight, turn left, second on the right, vân vân. Xin mời các bạn theo dõi lại trích đoạn phim ngày hôm nay và học thêm một số cách chỉ đường khác. Sarah đang ngồi trong xe, cầm bản đồ và chỉ đường cho Steve lái xe đến nơi David đang ở. Straight ahead,
Yes. No, I left at the next light. How far is it? Not far. Keep going along this road until you get to a roundabout. Trong đoạn này, hai nhóm từ straight ahead và keep going along có nghĩa giống nhau. Từ roundabout có nghĩa là chỗ đường giao nhau. Từ lines, số nhiều, có nghĩa là đèn giao thông, traffic lines. Xin mời các bạn nhắc lại theo Steve và Sarah. Straight ahead? Yes. No, I left at the next light. How far is it? Not far. Keep going along this road until you get to a roundabout. Straight ahead? Yes. No, I left at the next light. How far is it? Not far. Keep going along this road until you get to a roundabout. Các bạn thấy là vì vậy nên Sarah nó tắt rất nhiều. Thay vì nói đầy đủ là traffic lines, cô chỉ nói the lines. Và thay vì phải nói turn left, cô chỉ nói left. Khi giao tiếp trong các tình huống cụ thể như thế này thì nói tắt ở điều bình thường. Bây giờ xin mời các bạn hãy sử dụng các từ và nhóm từ chỉ đường để hoàn thiện các câu nói sau theo hướng dẫn của Granton. Finish these instructions. Don't turn, go. Don't turn, go straight ahead. Turn right and keep going, you get to the next lights. Turn right and keep going until you get to the next lights. Trong phần tiếp theo, chúng ta cùng ôn lại cách sử dụng thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Chắc các bạn có nhớ là thời này dùng để diễn đạt một hành động bắt đầu trong quá khứ, xảy ra cho đến hiện tại và hiện nay thì vẫn đang diễn ra. Ví dụ, she's been looking for him. An đã liên tục tìm kiếm người em trai của mình và hiện cô vẫn đang đi tìm. Mời các bạn nghe Brandon giải thích về cấu tạo của thời này và lượt một số câu nói ở thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn. We's have or has with been and the inform of a verb to form this tense. Let's practice. Glance. I for hours. I have been dancing for hours. Drive. He all day. He has been driving all day. Usually, we shorten this to he's been driving all day. Use the short form here. Write. She for years. She's been writing for years. Thế các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay được bao lâu rồi? Watch today's lesson. Thank you. Trong phần luyện tiếp theo, chúng ta sẽ cùng Michelle và Brandon học cách sử dụng la bàn và bản đồ chỉ dẫn đường, compass and street directory. Chắc các bạn cũng đã học địa lý và biết bốn hướng cơ bản đúng không? Chắc là Brandon cũng như vậy. A compass and a street directory. We're going to talk about directions. What are the four main directions? North, south, east and west. I'm going to show you this compass, and you tell me where those directions are. Okay. North is on the top. East is on the right. West is on the left. And south is on the bottom. Các bạn hãy trả lời các câu hỏi của Michelle xem hướng nào nằm ở phía trên, phía dưới, vân vân của bản đồ chỉ dẫn đường. Tell me, what direction is the top of the page? North. What direction is the bottom of the page? South.
what direction is the right of the page? East. And the left? West. Here's the market. Let's say you wanted to go up to the railway station. Which direction do you travel? You travel north. Cũng đơn giản thôi phải không các bạn? Nhưng tiếp theo sẽ là phần luận khó hơn một chút. Bây giờ Brandon sẽ đưa ra hướng dẫn chỉ đường và Michelle sẽ chỉ tuyến đường cần đi, bắt đầu từ khu chợ, the market. Vừa theo dõi, các bạn vừa đọc theo các câu nói của Brandon. Đồng thời, hãy ghi nhớ các câu nói này. You give me some directions and I'll move the pointer. I'll start at the market and you tell me how to get to the theater. Go left until you get to the main intersection. That's the intersection. An intersection is a crossroads. It's where roads cross each other. What now? Turn right and keep going until you reach the square. Okay, there's the square. It's a small park with roads all around it. Turn right and then turn left at the third set of lights. The red dots are traffic lights. 1, 2, 3, left. Go straight ahead until you come to the theater on your left. Got it. Are you sure that was the best way? Probably not. Các bạn hãy tìm đọc thêm trong các sách ngữ pháp về cách sử dụng của thời này. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, xin mời các bạn theo dõi lại phim và ôn lại cách sử dụng thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Cách chỉ đường bằng tiếng Anh. He's not here. Give me the photo, I'll ask. Excuse me, yes, ma'am. Looking for this man. He works here, doesn't he? Who wants to know? It's his sister. She's been looking for him. I don't know anything about a sister. He never mentioned a sister. But it is him, isn't it? Please play it here. Yeah, well, this does look like our day, though. I reckon it's him, right? So where is he? Look, I don't know, mate. He rang yesterday and he said he wanted a couple of days off. I said, okay. He's usually pretty good. Do you know where he is? I just give him. We'll go down straight away. Straight ahead? Yes. No, I left at the next light. How far is it? Not far. Keep going along this road until you get to a roundabout. Bài của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bài sau. Until then, goodbye.